Em chào anh nha. Vâng, Dạ. em chào chị. Dạ. Vâng. Anh có thể cho cô chú anh chị biết tên tuổi của mình anh ha? Tên tuổi của em là Nguyễn Đức Sương. Dạ. Ở Lâm Đồng. Ui, anh kêu bằng bằng em ngại quá. Anh Nguyễn, Sương. anh Sương, Nguyễn Đức Dạ. Sương ở Nguyễn Lâm Đức Đồng. Sương. Dạ. Sinh năm 63 tuổi. À, năm nay 63 ha anh? Dạ, năm nay 63 tuổi. Dạ. Vậy hiện tại thì anh Sương còn làm công việc gì không? Hiện tại thì chả làm cái gì cả, chỉ ở nhà ấy thôi, ở nhà chăn nuôi, trông coi đất cát, ruộng vườn vậy. Không cho làm họ gì rồi còn cái thu nhập thì sao? cái thu nhập của là tôi có 4-5 hecta thì là họ cứ nộp lãi cho nộp 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 họ thầu đất thì họ phải nộp lúa mà. Tức Cứ mỗi là 1.000 mét vuông là một tạ lúa. À, tức là anh làm không, thì tôi có anh 7 không nghìn. làm thì anh cho người ta làm. Vâng, cho cho người làm. ta làm rồi chia đôi. À, chia chia Không, nhau. họ chia cho mình có 1.000 mét vuông là một tạ thóc thôi. À, À thế vậy thôi. đó. Chứ vậy thì ăn hết của người ta hả? Mình À, đất ruộng hay là đất đất ruộng lúa. à ruộng lúa Lúc anh đầu ha. tôi cũng trình bày với anh video cái là lúc nãy nó hỏng chứ đất ruộng lúa mà. Vậy Chứ hiện còn tại con cái thì lớn hết rồi. con cái lớn hết anh. Con cái lớn hết, hai đứa làm giáo viên, một đứa làm hai đứa làm kế toán. Bây giờ thì tuổi tác thì cũng có rồi cho nên là cũng không có quan trọng cái chuyện làm nữa anh ha. Không quan trọng chuyện làm, kiếm một người về nói thực mới mới anh là kiếm một người về để mà chăn nuôi rồi là hú hí tuổi già với nhau cho nó vui, đúng không? Tâm sự cho nó vui chứ bây giờ cũng như cái bài hát của nhạc sĩ anh em vừa hát đấy, nếu vắng em anh chỉ còn bão tố thôi, đúng không? Về nhà cơm ngay cái cơm không có ai nấu cho mà ăn, mình đi chơi về mệt hoặc là đi dọn riết rồi mệt thì không ai nấu cơm cho. Hôm giờ thì em được gặp hai người từ Lâm Đồng xuống, anh là người thứ hai nên là em rất là cảm động vì ở cái chỗ là mấy anh từ xa xôi như vậy mà mấy anh đánh đường xuống đây để gặp em để mà bày tỏ những cái điều mình mong muốn thì em rất là quý. À, thì chẳng hay là hôm nay anh muốn gửi thông điệp tới cho một cô gái nào hay là anh muốn giới thiệu về bản thân để anh kiếm ý trung nhân? Báo cáo với anh là tôi muốn hôm nọ xem cái clip của cô Nguyễn Diệu Thanh, sinh năm 1973, năm nay là 49 tuổi, ở Trà Vinh. Tôi muốn nếu mà cô ấy ưng thì điện thoại cho tôi, là tôi ra bến xe miền Tây, tôi lên thì rước về thăm nhà đàng hoàng. Xong bắt đầu là tôi xuống đây thì thăm xem là cái cô có một đứa con gái lấy cho chồng rồi mà. Xem Thưa anh là thăm thế anh này, em, tôi nhớ kỹ mà. Thưa anh là thế này, em hiểu rồi. Cô Thanh đó là cái cô mà đội cái nón, Đội cái nón có cái tóc mà vàng này tóc vàng vàng là tôi mà, chê làm sao lại cái tóc đúng này. rồi, mà bự Nhưng mà con. cái, vâng, cái tính của cô ấy khổ lắm. Cô ấy nói Thấy khổ. rất là thương cô Thanh, bởi vì nghe cô Thanh nói là bây giờ sống cũng không nhà cửa gì, Không. ở ở đậu nơi nhà của anh chị gì đó. Dạ, đấy. Dạ, đúng rồi. Thấy cũng rất là thương. Thấy rất là thương, không có nơi đậu, chỉ cần một cái nhà nghèo cũng được. Nhưng mà đối với tôi thì ở đây thì ở nhà tôi thì không nghèo, mà giàu thì cũng không giàu, nhưng mà cơm ngày ba bữa thì thoải mái, đủ. Ăn uống mát mẻ. Chỗ trôi dòng cây cối mát mẻ lắm. Thì một ngày nào đó là cũng ấy, nếu mà cô ấy mở cửa trái tim thì là lên cùng với, thì dẫn lên cùng với tôi, đúng không? Nên đây cũng là một cái tin vui đó, đây là một tin vui Vâng, cho cô thì Thanh. khổ. Nên là em cũng nghe anh nói như vậy em cũng vui thay cho cô Thanh. Còn cái việc đó anh, cái việc sắp tới á, khi anh đã tới cái chương trình của Kết Nối Yêu Thương thì đương nhiên em sẽ sắp xếp làm sao cho nó tốt nhất cho cả đôi bên và mang tính là nó cụ thể cũng như là nó để cho thuận lợi cho đôi bên đó mà. Thì cái bước sắp tới là thế này.
Nếu ví dụ như là cô Thanh đồng ý cái lời đề nghị của anh, cái lời đề nghị của anh thì đúng rồi, lời tỏ tình lời tỏ tình dễ thương. Thì em sẽ có một cuộc hẹn cho anh chị gặp nhau. Dạ. Dạ, cũng có thể là gặp nhau ở Sài Gòn. Dạ. Cũng có thể gặp nhau ở Sài Gòn cho nó gần cho đôi bên. Dạ. Ví dụ như anh trên Lâm Đồng xuống nó cũng gần, mà cô Thanh lên đó thì coi như cũng là 1/3 quãng đường, ví dụ vậy. Dạ. Có đi có lại mới toại lòng nhau mà. Đúng rồi. Dạ. Lắm. Dạ, thì đó thì em sẽ hẹn cho hai người gặp nhau. Dạ. Và nếu cần thiết cái sự chứng kiến của em hay là cái sự trợ giúp của em thì em sẽ có mặt. Còn ngược lại mà thấy hai người cần số điện thoại của nhau để mà trò chuyện trước khi gặp mặt thì em vẫn sẵn sàng. Dạ. Nhưng mà với điều kiện là phải cô Thanh xem được cái clip này trước. Đó. Đúng. Cô Lan Thơ Thanh xem cái clip này mà cô Thanh đồng ý. Phản hồi cô Thanh đồng ý thì đó thì em sẽ cho anh số điện thoại của cô Thanh. Đúng. Để đôi bên là trò chuyện với nhau. Dạ, còn dạ. Ví dụ như anh muốn về miền Tây chơi một chuyến là chèo thuyền hay là ngắm mấy cây dừa hoặc mấy cái ví dụ vậy. Vâng. Đó. Em thì... bây giờ cái tuổi của em vậy đấy. Dạ. Cái tuổi của tôi là vậy. Dạ. Thì đó thì anh muốn đi như vậy cũng được. Hoặc là nếu ví dụ như cô Thanh có nguyện vọng là muốn lên nhà anh chơi thì em cũng sẽ sẵn sàng, nếu cô Thanh đề nghị thì em sẽ sẵn sàng là khăn gói lên Lâm Đồng một chuyến. Mình đi Đà Lạt chơi luôn. Dạ. anh thấy hợp lý không? Dạ, rất hợp lý. Đó thì là cái bước tiếp theo. Còn ví dụ như mình đặt ra cái trường hợp mà cô Thanh không có duyên với anh, mà cô Thanh nói người này chắc không có duyên với cô Thanh, mà lỡ cô nào đó mà cô lại thích anh Sương, mà cô nói nhờ Tuấn Vị kết nối cho gặp anh Sương hay là muốn kết nối với anh Sương, thì không biết là anh có cho người đó cơ hội hay không, anh có sẵn sàng cho họ cơ hội đến ghi nhận, ghi hình ở đây và để mà gặp gỡ anh hay không? Dạ. Thế báo cáo với anh là nếu mà cô Nguyễn Thị Diệu Thanh này mà không đồng ý. Kết duyên cùng với tôi thì có một người khác nào mà thích tôi thì tôi cũng sẵn sàng mở lòng thôi. Sẵn sàng mở lòng anh ha. Dạ. Chứ chẳng lẽ bây giờ mình một người không thích mình ngồi mình chờ mình ngáp không? Ngồi chờ sung rụng à? Dạ. Dạ. Thì theo em nghĩ là cái quyết định đó là hoàn toàn chính xác. Dạ. 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 Nếu cô Thanh không đồng ý thì mình phải kiếm đường để mở đường cho người khác vô chứ. Dạ. Dạ. Đúng không? Mà theo anh á thì khi lập gia đình á thì anh muốn là anh về sống bên vợ hay là muốn vợ về bên anh ở? Theo anh, tôi muốn là vợ phải về bên tôi. Dạ. Ở họ. Bởi vì nếu mà cô Thanh đồng ý thì về đấy thì đất cát nó rộng rãi, thoải mái chăn nuôi rồi là tôm cá đầy mà. Hôm nào có dịp anh về đấy chơi. Mùa này bắt đầu là ở cái ruộng lúa đó, ở trong cái thung lũng anh ạ. Cái ruộng lúa đó là bây giờ họ phi cả xe ô tô to trọng tải 15 tấn xuống ruộng. Nhưng vài hôm nữa thôi, 2 tháng nữa thì lại như biển. Nước ở đâu đổ về, cá tôm lại đầy. Vậy anh ha. Tôi thích cái chỗ ấy là bởi vì nó cái phù sa nó đổ về với cá tôm nữa. Bà con lại đánh trải lưới trên sông vậy. Tôi thích cái chỗ ấy. Có lý à? Dạ. Ở đó thì thuộc huyện gì anh? Huyện Cát Tiên. Cát Tiên à? Ồ, Cát Tiên ở đó đẹp lắm ạ. Có rừng quốc tiên. Đúng rồi, có vườn quốc gia Cát Tiên mà. Rừng quốc gia, rừng quốc gia. Rừng núi, vâng. Nhưng tôi thích chọn ở cái thung lũng ấy. Dạ. Và đấy rất hay. Nhưng ở có cái quả đồi thì... đẹp lắm. Nhiều quả đồi đẹp lắm. Ở đó nói không phải ấy chứ, đôi khi ra tắm tiên ở đó cũng được nữa chứ. Đúng rồi. Dạ, dạ. Cát Tiên mà. Thế là đúng rồi. Cát Tiên. Dạ. Gọi là lên đó là thành những cô sơn nữ anh ha. Vâng. Ngày em ra đấy em bảo mấy ông công an hút cát ở sông, em bảo. Dạ. Tiên thì không thấy nhưng mà cát thì đầy sông mà. Cát đầy sông. Cát đầy sông tiên thì không thấy. Cát đầy sông. Thưa anh là chẳng hay trước đây thì anh làm công việc gì mà nhìn cái phong cách của anh thì giống như kiểu thầy giáo hay là nhìn những người công sở hay là giám đốc này kia anh ha? Nhìn cái phong cách báo cáo với anh là sáng sủa quá ha. Báo cáo với anh là trước đây là cái thời còn trẻ là em học qua lớp 10 là thi đại học được Đại học Tổng hợp Văn lên Hà Nội học được 5 thì là gọi đi lính.
Thế nên vào trong lính suốt ở trong thành Quảng Trị các thứ nữa, Trường Sơn cũng có. Thế rồi là ấy, rồi là nói thực với anh Thanh là có một cái ông thủ trưởng ấy, ông ấy rất là quý em, ông ấy bảo thôi, ta cử cho mày ra đi học thôi. Chứ chiến tranh thì nó còn dài lắm. Ta cử ra đi học. Thế nên em đi học, em sang Nga học mà. Hồi đó học gì anh? Học về bên kỹ thuật. Kỹ thuật. Cơ khí vâng. Anh ha. Kỹ thuật cơ khí. Vậy anh ha. Thảo nào trong anh nó rất là sáng sủa. Ok anh, bây giờ thế này là cũng có mấy người chờ mình ra để về đó, về chung xe đó. Cho nên là em xong anh là cũng là vị khách cuối cùng. Nên là em mình xin được kết thúc buổi trò chuyện anh ha. Rồi còn sau khi đăng clip này lên thì sẽ chờ cô Thanh phản hồi. Mà nếu cô Thanh không phản hồi thì coi chừng mất, đừng có thối tiếc. Khoảng 20 ngày sau, nếu mà cô Thanh không phản hồi mà có cô nào đó mà quý mến và thích anh thì em sẽ ghi nhận và em cho anh hay nha. Có gì là mình liên lạc anh ha. Trong sự nhà anh. Giúp đỡ. Ok anh. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta cũng vừa trò chuyện với anh Sương. Thì anh Sương từ Lâm Đồng xa xôi xuống đây để mà bày tỏ cái sự quý mến của mình đối với cô Thanh. Thì thật sự mà nói là đây cũng là một cái điều mà đáng mừng cho cô Thanh. Bởi vì nghe cô Thanh nói rằng là cô Thanh cũng không nơi nương tựa, không có nhà, có cửa gì. Nên là thấy anh Sương bày tỏ như vậy thì trước hết là Tuấn Vị thấy anh Sương cũng là có cái sự là yêu thương đùm bọc giữa con người với con người. Chưa nói đến cái chuyện là yêu đương, tình yêu đôi lứa. Nếu ví dụ như là tình yêu đôi lứa không thành thì đây cũng là coi như một cái sự mà quý mến nhau. Tuấn Vị rất là quý điều đó và Tuấn Vị xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của anh Sương hôm nay. Và một lần nữa xin chúc cho cô chú anh chị luôn vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Xin chào tạm biệt anh ha. Bye bye. Xin chào tạm biệt. Bye bye anh.